Minasan konnichiwa Nhật Ngũ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn Hôm nay Nhung đã quay trở lại đây cùng với các bạn để chúng ta đi tới với một bài học mới Nào, chúng ta có hình bản đồ Việt Nam đúng không nè Betonamu no chizu desu Và Hà Nội thì đang được khoanh tròn Ý là À, watashi wa ni nen mai ni e ikimashita Tôi thì đã đi đến Hà Nội cách đây 2 năm trước Và chúng ta sẽ có câu Watashi Hanoi e koto ga arimasu Vậy hôm nay chúng ta sẽ học ta cô tổ ga arimas có nghĩa là gì? Chúng ta có cấu trúc ngữ pháp như sau. Động từ chi về thả ta đi với cô tổ, trợ từ gá và có động từ arimas hoặc là arimasen. À, ý nghĩa của nó là đã từng làm về hoặc là chưa từng làm về. Cách dùng là nói về một kinh nghiệm đã gặp hoặc là đã từng trải trong quá khứ. Như ví dụ vừa rồi chúng ta có Hà Nội e koto ga arimasu có nghĩa là tôi thì đã từng đi Hà Nội. Nào còn ở đây chúng ta có hình ảnh cưỡi ngựa vậy nếu chúng ta muốn nói là đã từng cưỡi ngựa sẽ như thế nào? À, Uma ni nota koto ga arimasu. Uma ni nota koto ga arimasu. Ngoài ra chúng ta còn có cụm từ nan kai mo là dùng để nhấn mạnh thêm vào rằng là à, cái việc mà tôi đã từng cưỡi ngựa này là đã được làm nhiều lần. Nan kai mố nota kotoga tức là tôi đã từng cưỡi ngựa nhiều lần còn ở đây thì có là à, ngắm hoa anh đào nhưng mà mình thấy dấu bát sư tức là chưa từng vậy chưa từng ngắm hoa anh đào chúng ta sẽ nói là sakurao ga arimasen sakurao ga arimasen tôi chưa từng ngắm hoa anh đào và cùng từ ichi đồ mố này cũng dùng để nhấn mạnh hơn ý nghĩa của nó là một lần cũng ichido là một lần múa là cũng vậy thì chúng ta sẽ dịch là một lần cũng chưa từng ngắm hoa anh đào Ichido múa sakurao mitakoto ga arimasen. À chúng ta có thể thấy là đi nhật đúng không này? Tôi đã từng đi nhật chúng ta sẽ là nihon e itakotoga arimas. Tôi đã từng đi nhật nihon e itakotoga arimas. Còn nếu nói rằng là tôi chưa từng đi nhật thì chúng ta sẽ đổi arimas sẽ thành là Arimasen. Nhi ho nghe ít ta Arimasen, tôi chưa từng đi Nhật. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Ngữ pháp ngày hôm nay khá là đơn giản đúng không nè? Nhưng chúng ta sẽ rất là dễ bị phạm phải sai lầm khi sử dụng nan mố và ichi đồ mố. Vậy thì các bạn nhớ làm bài tập ở link bên dưới để chúng ta có thể luyện tập được nhiều hơn và nhớ được rõ hơn. Hey sẵn sayonara mà maso.